Xin chào mừng các bạn đã đến với Digital. Huawei có thể xem là ông lớn đen đuổi nhất hiện nay do những vấn đề liên quan đến chính trị, mà số phận của Huawei, cụ thể là mảng smartphone của hãng, đang lung lay hơn bao giờ hết. Theo Gizmochina, mảng di động của Huawei là bộ phận bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các lệnh trừng phạt của chính phủ Mỹ. Cả hai kịch bản được ông Kuo xem xét là không thể được gọi là tích cực đối với Huawei, bao gồm giảm thị phần đáng kể và giảm khả năng cạnh tranh. Điều này chắc chắn là sẽ dẫn đến việc Huawei phải giảm giá thành của smartphone để thu hút người mua. Bên cạnh đó thì ông Moon Chi-kuo cũng đưa ra một kịch bản xấu hơn nữa, đó chính là Huawei sẽ rời khỏi thị trường thiết bị di động. Một tin buồn đối với người dùng, bởi sự ra đi của một ông lớn sẽ làm giảm đi tính cạnh tranh của thị trường và người dùng sẽ không còn được lợi nhiều như trước. Ngược lại, đây chính là những tin vui đối với đối thủ của Huawei, bao gồm cả Apple và Samsung. Thông tin này càng được củng cố khi mà mới đây, báo cáo của các hãng tin Hàn Quốc cho biết Samsung và SK Hynix sẽ ngừng cung cấp linh kiện cho Huawei sau khi mà chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với các nhà sản xuất smartphone Trung Quốc. Cả hai công ty Hàn Quốc sẽ ngừng hợp tác với Huawei kể từ ngày 15 tháng 9. Trước đó thì Samsung là nhà cung cấp cảm biến camera và tấm nền OLED cho Huawei, còn SK Hynix là nhà cung ứng chip nhớ liên quan đến bộ nhớ RAM trong smartphone của Huawei. Các thành phần linh kiện này đều khá là quan trọng đối với một chiếc smartphone. Đòn trừng phạt mới nhất của chính quyền Mỹ được ban hành vào tháng 8. Theo đó thì Mỹ cấm tất cả các công ty công nghệ không phải của Mỹ nhưng mà sử dụng công nghệ của Mỹ trong dây chuyền sản xuất được phép hợp tác cung ứng linh kiện cho Huawei. Động thái này khiến cho Huawei lâm vào tình trạng vô cùng nghiêm trọng. Cả khổng lồ Trung Quốc cho biết là không còn sản xuất được chip xử lý Kirin để trang bị cho những chiếc smartphone của mình nữa. Nhà sản xuất chất bán dẫn TSMC của Đài Loan đã ngừng việc tiếp nhận đơn hàng sản xuất chip của Huawei kể từ tháng 5. Huawei gọi đây là quy tắc tùy tiện và ác độc, dự định là sẽ có kế hoạch khởi kiện chính phủ Mỹ. Chính phủ Trung Quốc trong một nỗ lực cứu giúp Huawei đã tài trợ cho nhà sản xuất chất bán dẫn trong nước có tên là SMIC. Đây được xem là một biện pháp thay thế cho TSMC, giúp Huawei có thể tiếp tục tự sản xuất chip xử lý. Tuy nhiên thì chính quyền ông Trump cũng đã đe dọa trừng phạt cả SMIC. Huawei thì đang ngày càng có ít sự lựa chọn để tìm nguồn cung ứng linh kiện cho smartphone của mình. Mặc dù Qualcomm được cho là đang vận động chính quyền Mỹ để được phép hợp tác với Huawei, tuy nhiên tương lai phía trước của Huawei vẫn đang rất đen tối và chưa có bất kỳ một giải pháp khả thi nào. Và vừa rồi là những thông tin mà Digichannel gửi đến các bạn. Các bạn có nhận định gì trong video này hãy bình luận bên dưới video này nha. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên khác của Digichannel.